Ngày 17 tháng 6, Pháp cho biết hơn 1 tỷ đô sẽ được cam kết dành cho việc tăng cường sản xuất vaccine ở châu Phi trong khuôn khổ diễn đàn toàn cầu về chủ quyền vaccine và đổi mới được tổ chức tại thủ đô Paris của Pháp vào ngày 20 tháng 6 tới đây. Theo văn phòng Tổng thống Pháp, đây là một cơ chế mới nhằm để thúc đẩy tài trợ cho việc sản xuất vaccine ở khu vực châu Phi. Thông báo chính thức sẽ được đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới với sự tham gia của một số nhà lãnh đạo châu Phi cùng với người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Liên minh Vaccine Toàn cầu Gavi. Dự kiến số tiền cam kết của các nhà tài trợ bao gồm Ủy ban châu Âu SC, Canada, Pháp, Italy, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ là hơn 1 tỷ đô la Mỹ, trong đó khoảng 3 phần tư số tiền này đến từ châu Âu. Mục tiêu của cơ chế trên là tăng cường khả năng tự sản xuất vaccine của các nhà sản xuất châu Phi để châu lục này tự chủ hơn trong giải quyết các cuộc khủng hoảng y tế phải đối mặt. Tổng thống Pháp cho biết số tiền này cũng sẽ được dùng để thành lập một cơ quan dược phẩm của châu Phi, tương tự như cơ quan dược phẩm châu Âu.